giờ là 11 giờ rưỡi trưa mùng 3 Tết. Không khí Tết ở Sài Gòn rất là yên bình. Đây là đường Tô Hiến Thành. Nói từ đường Lý Thường Kiệt đi qua đường Cách Mạng 8 mà ngày xưa có tên là đường Nguyễn Văn Thoại và đường Lê Văn Việt. Các cái shop, cửa hiệu, cửa hàng vẫn chưa có khai trương, còn đóng cửa. Thời tiết hôm nay nắng đẹp, nhiệt độ khoảng 27 độ C. Đường này hôm trước Tết, quý vị nhớ đường bán hoa rất là nhiều. Rồi, đây là đường Thành Thái. Là cư xá Đồng Tiến. Đây cà phê Liên Lục Địa. Đây tòa nhà của quận 10. Rồi đây là ngã tư Thành Thái với lại 3 tháng 2. Ngày xưa là đường Trần Quốc Toản rồi. Bên trái là cây cầu vượt qua ngã tư Nguyễn Tri Phương 3 tháng 2. Đây là đường Ngô Quyền, phường 8, quận 10. Bên tay trái đây là đường Bà Hà. Trưa mùng 3 Tết. Đây này shop bánh mì ba tập này đã mở cửa rồi. Đây góc đường Nhật Tảo. Nổi tiếng bán đồ điện tử. Vừa qua là góc đường Vĩnh Viễn.
đường Đào Duy Từ. Với con cọp à, đây là góc đường Nguyễn Kim. Hôm kia đỡ nhớ Sài Gòn nha, chưa mùng 3 Tết, không khí Sài Gòn ngày Tết đây. Đường Lý Nam Đế. À, cho người ta nghỉ Tết thư giãn, yên bình bên gia đình. Đường Trần Quý, phường 4, quận 11. Rồi đây ngã tư với đường Phó Cơ Điều, bên phải là chợ Thiết. Đây chợ Thiết quận 11, trưa mùng 3. Đây bán trái cây đó. À, đa số các sạp đều đóng cửa hết. Thiết để hoạt động rồi. À, mùng 3 người ta vẫn đi mua vàng, bán vàng, đổi tiền, xài về đánh bài, chơi Tết.
là đường Tân Khai. Xích lô Sài Gòn. Ở đây là phường 7 quận 11. Rồi ăn Tết vui vẻ một vòng Sài Gòn trưa mùng 3 Tết để thấy không khí nha quý vị. Đây bán bong bóng trẻ em nè. À, đây là đường Lý Nam Đế đoạn hướng ra Nguyễn Chí Thanh đây. Sài Gòn trưa mùng 3 Tết quý vị. Yên bình nha, ăn Tết vui vẻ quý vị ha.